Trước tiên thì cho phép Thanh Tùng gửi đến lời chia buồn với gia đình của nghệ sĩ ưu tú Thu Vân. Thay mặt cho toàn thể nghệ sĩ chúc cho linh hồn của bác sớm về miền cõi Phật. Và bây giờ để mở đầu chương trình văn nghệ chia buồn cùng với gia đình, Thanh Tùng mời tất cả quý vị sẽ cùng đến với tiếng hát của nghệ nhân ưu tú, nữ nghệ sĩ Ngọc Kiều Oanh. Dạ, lời nói đầu tiên thì Ngọc Kiều Oanh đến đây trước chia buồn cùng với gia đình, cũng cầu mong cho hương hồn của bác được siêu thăng về miền cõi Phật, và để bắt đầu cho chương trình ngày hôm nay cũng như là mang về cao tiếng hát đến đây quanh xin chia buồn với một bài dòng cổ được mang tên Nhớ Má. Nỗi căn khổ quá, thật khó tạo hóa.
nói tốt quyền.